Khoảng 12 giờ trưa nay, tại tuyến đường tránh huyện Lệ Thủy, đoạn qua địa phận xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong. Thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 38A-14435 đang lưu thông theo hướng Nam Bắc, thì bất ngờ va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 76C-06049 kéo theo rơ móc lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người trên xe ô tô tử vong tại chỗ, 3 người khác được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.